Hello, chào các bạn. Hôm nay mình có cơ hội là đi đến chỗ giao hàng này, thì lại có một chiếc xe gọi là xe ben, Việt Nam gọi là xe ben, bên đây gọi là straight truck, đến để giao hàng ở đây. Thì tôi muốn đặc biệt là chia sẻ với các bạn cho những người vừa có bằng lái của Mỹ hay Canada bằng E là xe 18 bánh, về vấn đề mà xin việc. Thì thật ra thì nếu các bạn xin ở những hãng to, những hãng lớn thì họ có chương trình là đào tạo những tài xế mới. Nhưng mà nếu mà trong khoảng mà mình muốn cho cái hồ sơ mình được nhận nhanh và có thể mình có thể là không cần họ nhận mình mà cho đi lái trực tiếp luôn xe 18 bánh mà không cần qua 6 tháng để mà huấn luyện để đi với một tài xế khác. Nghĩa là mình phải xin việc. Mình có bằng lái 18 bánh nhưng mà mình xin việc ngay cái bằng bằng D này, hay là việc bên Mỹ gọi là bằng C hay gì đó, là xe ben hay là straight truck, thì ở Canada gọi là D. Thì mình xin việc làm lái xe này. Thì xe này chỉ đồng lương nó sẽ thấp hơn đồng lương của xe 18 bánh là khoảng 1 đồng cho mỗi 1 giờ, nhưng mà thời gian làm việc rất là lâu, rất là dài, là khoảng 60 tiếng một tuần, thì tính ra không chênh lệch tiền bao nhiêu nó. Và xin nơi nào họ cũng nhận mình hết, nếu mình có bằng lái 18 bánh mà xin nghề lái xe 10 xe 8 bánh 10 bánh cũng được, gọi là hai cầu ba cầu, hai chân ba chân vậy đó, hay là ben, thì bên đây gọi là straight truck. Thì các bạn làm không đồng tiền, hình như là cuối 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 tháng nó cũng giống giống nhau, là đối với những người mà chưa có kinh nghiệm nhiều. Thì đây là một cái bước đầu mà để mình đi vào cái nghề, và cái nghề này thì sẽ được ưu tiên khi mà mình đến giao hàng ở nơi nào cũng vậy. Nếu mà thấy có bãi trống là cứ lùi vào, rồi tự mình xuống hàng lấy, rồi chỉ đưa giấy tờ cho cái người gọi là receiver, người nhận hàng, ký tên rồi mình tiếp tục mình đi. Thì làm việc trên xe này thì mỗi một ngày mình giao khoảng 10 khoảng 9 10 hay là 2 3 4 5 gì cũng được, nơi giao mà đi giao hàng như vậy thì công việc nó cũng ổn định chứ không phải là không ổn định, và chỉ chạy trong vòng thành phố và sáng sớm đi, chiều tối về. Đó thì đó là bước đầu nếu mà mình muốn cho cái đơn xin việc cho xe 18 bánh được những hãng có gọi là một cái thì mình muốn cho cái đơn xin mình được coi như là những hãng mà họ xem lại cái lý lịch của mình á, thì họ sẽ thích nhận những người chưa có kinh nghiệm mà đã đang lái cho những hãng khác, với những loại xe như thế này. Là những loại xe như thế này thì nó khác loại xe 18 bánh thật sự, nhưng mà ngược lại vì vấn đề an toàn, về vấn đề mà quá trình làm việc, thí dụ như nhận hàng, lấy hàng, giao hàng, thì mình làm cái này thì mình biết được cái quá trình làm việc đối với những xe lớn. Nhận hàng, giao hàng, giấy tờ như thế nào. Thì những chiếc này thì nó rất là đơn giản, là khi mà đến nơi nào cũng vậy, không phải sắp hàng hay là chờ có hẹn mới vô được, mà chỉ cần là đi đến đó giờ nào cũng được, nếu mà đến sớm trễ gì, tại vì nó có hẹn trong ngày chứ không phải có hẹn bằng giờ. Và chỉ giao mỗi một lần như vậy, chỉ có một vài kiện hàng thôi. Đó thì các bạn thấy là như là tôi đến thì phải đúng giờ, và chiếc xe khác đến giờ giờ hẹn sau thì phải chờ đến lúc mà tôi ra thì mới vào được. Còn cái nơi chật hẹp như thế này thì nó chỉ chừa có 2 chỗ thôi, một chỗ cho xe lớn và một chỗ cho luôn luôn cho những chiếc xe mà gọi là LTL delivery. LTL nó có nghĩa là less than truck load, hay là gọi là low to cut cũng được.